Thưa quý vị, hàng trăm mét vuông ao đang bị san lấp trái phép làm nơi tập kết vật liệu xây dựng. Thực trạng đang diễn ra tại xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào. Mặc dù cấp chính quyền cơ sở đã nhiều lần yêu cầu trả lại hiện trạng, nhưng hộ vi phạm không chấp hành. Toàn bộ diện tích ao rộng hàng trăm mét vuông này đã và đang bị san lấp, giờ chỉ còn khoảng vài chục mét vuông. Vật liệu san lấp theo quan sát của phóng viên thì đều là rác thải xây dựng. Cửa hàng xăng dầu Vượng Chính thuộc công ty Mai Phương đóng trên địa bàn này là đơn vị san lấp thừa nhận. Dù biết đây là đất công do xã quản lý, song một phần diện tích ao nằm trong hành lang đường DT387 nên đã tự ý san lấp làm nơi tập kết buôn bán vật liệu xây dựng. Khi Ủy ban nhân dân xã nhắc nhở yêu cầu dừng và trả lại nguyên trạng thì cam kết khi nào chính quyền sử dụng sẽ trả lại. Cách đó vài trăm mét, một số diện tích ao thùng vũng nằm cạnh DT387 thuộc địa bàn xã Xuân Dục cũng đang có nguy cơ bị san lấp trái phép tương tự.